Đây là những chiếc Lamborghini huyền thoại Diablo. Là Gallardo Subleggera. Suplega. Chiếc này Việt Nam cũng có một chiếc màu trắng. Full carbon rất nhiều nơi luôn. Diablo. Rất nhiều bò các bạn. Một chiếc Gallardo màu Master. Rất đẹp luôn, màu Master. Bên cạnh là một chiếc Gallardo Spider. Gallardo Master, Master Wise, chiếc Avent, một cam, quá đẹp. Lotus Suplega Master Black kèm một chút orange. Quá đẹp các bạn. Đây là chiếc Avent. Chiếc này màu Master Black. Có 4 chiếc Gallardo. Thì 2 chiếc Suplega, 1 chiếc Spider và 1 chiếc màu White Master. Rất đẹp. Đây chiếc màu White Master, chiếc Spider, chiếc Suplega màu đen Diablo. Chiếc Lotus xe 911 911 KS màu blue Le Mans rất đẹp luôn, mâm turbo. Showroom Qualified Supercar. Rất nhiều siêu xe các bạn. Chiếc Avensis
Aven màu lông chuột. Đẹp. Chiếc Aven màu cam. Em sẽ kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.